Thank you.
Thank you.
đi đâu về á? Sao đội nón hả?
con. Thì con mua gì đây? Rồi bây giờ anh dẫn cái con vào xưởng xem quy trình cái đóng giường nha. Đi. Ra đây. Nên là rồi ngồi đây. À, này, giường của em đóng là sẽ làm bằng cái chất liệu này nhá. Màu xanh, màu xanh với màu trắng này. Em thấy có đẹp không? Rồi. Ui, không được. Cái này là cái keo để anh dính giường lại cho em này. Cái này cũng thế này. Rồi, em ngồi xịt cái đây. Ui, cái này nguy hiểm ấy. Cái này rất là nguy hiểm. Đây, em ngồi xịt cái đây.